Bây giờ bạn mình sử dụng cái hàm truyền 13S cộng 26 chia cho S mũ 3 cộng 7S mũ 2 cộng 19S cộng 13. Bạn mình thay vì dùng phương pháp tọa độ pha thì bạn mình đặt biến theo cái kiểu khác. Ha? Đặt biến theo kiểu này. Với beta 1, beta 2, beta 3 lần lượt là như thế này. Thì bạn mình cũng sẽ tính toán ra được cái hệ phương trình trạng thái tương ứng với cái hệ thống có cái hàm truyền như thế này. Các bạn lưu ý là mình đặt biến trạng thái khác thì mình sẽ có cái hệ phương trình trạng thái khác. Tuy nhiên, hàm truyền chỉ là một mà thôi. Ha? Hàm truyền chỉ là một mà thôi. Thì bây giờ mình kiểm chứng lại coi là bạn mình đã làm đúng hay không. Ha? Thì bằng cách là mình dùng MATLAB. Mình nhập ma trận A, ma trận B, ma trận C vô. CLC là xóa bỏ màn hình. Ha? Clear on là xóa tất cả các dữ liệu trước đó. Ha? Rồi, các bạn khi xóa hết dữ liệu, các bạn thấy bên phần True Workspace này nó mất tiêu hết trơn. Dữ liệu trước đó mất hết. Ha? Mình sẽ kiểm chứng. Ma trận A sẽ lần lượt là 0, 1, 0. Ma trận B, xin lỗi, 0, 0, 1, xuống hàng, trừ 13, trừ 19, trừ 7. Rồi ma trận B sẽ bằng 0, xuống hàng, 13, xuống hàng, trừ 65. Ma trận C sẽ là 1, 0, 0. Rồi. Hàm truyền của mình, xin lỗi sim, ma trận Y. Ma trận Y sẽ là ma trận đơn vị, kích thước là 3. Tại vì ở đây hệ thống của mình bậc 3, mẫu số hàm truyền bậc 3 cho nên hệ thống mình bậc 3. Rồi, sim S để mình cho biết S là một tham số. Hàm truyền của mình sẽ là G bằng C nhân S nhân Y trừ A. Mũ trừ 1 nhân B. Đó. Và mình thấy cái G này nó quá phức tạp đi. Cho nên mình đặt, mình dùng lệnh simplify G. Để mình được một cái hàm truyền nhỏ hơn. Và bây giờ mình sẽ viết dưới dạng ma trận để cho nó dễ thấy hơn. Rồi mình kiểm tra lại coi có đúng với cái hàm truyền ban đầu hệ thống của mình không. Thì bạn thấy nè. 13S. 13S cộng 26, đó là mẫu số, đó là tử số của mình, đúng không? Mẫu số là S mũ 3 cộng 7S mũ 2 cộng 19S cộng 13. Như vậy là từ hệ phương trình trạng thái mình sẽ có lại hàm truyền giống như hàm truyền cũ. Như vậy là hệ phương trình trạng thái của mình đã tìm ra thành công rồi. Ha? Các bạn sử dụng MATLAB sẽ là một cái công cụ để các bạn kiểm chứng kết quả của mấy bạn, cũng như là các bạn dễ dàng trong tính toán hơn.